Booking.com, trang du lịch trực tuyến chuyên về lĩnh vực lưu trú, vừa công bố số liệu tìm kiếm mới nhất cho thấy các điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Quý Mão năm 2023. Đứng đầu trong danh sách top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam dịp Tết Quý Mão năm 2023 là Đà Lạt. Tiếp đến là những điểm du lịch quen thuộc như Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sapa, Mũi Né và Huế. Theo Booking.com, Tết là dịp người Việt có nhu cầu du lịch đi lại tăng cao để cùng ăn mừng đoàn viên với gia đình bạn bè. Chuyên trang đặt phòng nổi tiếng thế giới này cũng đánh giá các thành phố biển vẫn luôn là điểm đến yêu thích cho kỳ nghỉ bên gia đình.